Xin kính chào quý vị và các bác. Hôm nay thì đồng hồ Vang Vọng Sài Gòn sẽ giao lưu cùng quý vị, đó là một sản phẩm đồng hồ tới từ đất nước Pháp. Và nếu như là một người đã chơi đồng hồ thì chỉ cần nhìn qua bộ kim thôi, các bác có thể biết được rằng đây là chiếc đồng hồ gì, được không ạ? Em xin được phép nêu tên cụ thể luôn. Đây là chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Girod và xuất phát từ đất nước Pháp các bác nhé. Được sưu tầm nguyên bản toàn bộ. Và các bác có thể thấy rõ rằng đây là một mẫu thiết kế cực kỳ là khủng. Chiếc đồng hồ này với thiết kế thùng bề 3 buồng rất là ít khi gặp, đúng không ạ? Và kích thước của chiếc đồng hồ này cũng rất là lớn. Chiều cao sẽ là 57 và phần bề ngang sẽ là 50cm các bác nhé. Nhờ một cái phần chiều ngang rộng như thế thì chúng ta có thể thấy rõ được các cái phần buồng ở hai bên cánh được chia ra rất là rõ lên. Thùng bề, 3 buồng, cánh sóng và đặc biệt là các cái vân gỗ ở phần mặt cánh cũng rất là đẹp mắt. Các bác có thể thấy được cái sự đối xứng rất là hài hòa ở cả hai bên, đúng không ạ? Vân gỗ còn đẹp, bóng. Đó, em sẽ quay thật kỹ để các bác nhìn qua. Một thiết kế thùng lớn và độ đẹp gần như là hoàn hảo các bác nhé. Chắc chắn rằng những cái chiếc thùng xưa thì không thể nào được 100%, nhưng mà tới được tầm khoảng là 97-98% như chiếc này là rất là giá trị rồi. Đó, độ đẹp rất cao. Từng cái vân gỗ các bác có thể thấy được làm hoàn toàn đối xứng nhau. Đó, dáng cánh lượn này, bắt sáng rất đẹp, được không ạ? Và chúng ta sẽ đi đến các cái chi tiết nổi bật. Trước hết thì ở bên ngoài sẽ có một phần tay cầm kim loại. Đó, một phần tay cầm kim loại trong cái tình trạng rất là đẹp. Đó, chúng ta tiếp theo sẽ có một phần mặt số. Đây là phần mặt số bát giác 5, quen thuộc rồi. Thùng bề 3 buồng thì chắc chắn phải là mặt bát giác 5 thì mới cân xứng được. Niềng còn sáng này, kim mắt ngỗng đặc trưng của Girod có đầy đủ 3 cái phần khuyên cót. Đó, phía dưới số 6 sẽ có dòng chữ Made in France. Và ở đây chúng ta sẽ có tên của bài hát một chiếc đồng hồ chơi lên, Veritable Westminster, tên của bản nhạc. Ở phía dưới đây chúng ta cũng có một bộ kính khá là ít gặp, đúng không ạ? Đây là bộ kính quả chuông đôi cánh đây. Đó, các bạn có thể thấy qua kiểu dáng được tráng gương toàn bộ viền, cùng với các cái đường nét tạo lên hình ảnh của đôi cánh quả chuông, cực kỳ là bề thế các bác nhé. Chúng ta có thể trưng bày chiếc đồng hồ này ở những cái không gian trung tâm thì sẽ rất là nổi bật. Ngay cả những cái phần đế đây cũng là phần đáy. Đó, đầy xếp chồng những cái mảng gỗ lớn rất đẹp. Rồi, ở phía bên trong của chiếc đồng hồ thì sẽ tương tự như nhau, sẽ có hai phần khóa ở phía bên đây và trên đây. Mở phần cánh ra rất là nhẹ nhàng, bên trong đồng hồ sẽ đầy đủ mọi cái chi tiết từ ốc bắt, chống tường, tay cót, khóa gông. Đó, và đây là các cái phần dây khóa vồ. Ở phía bên trên đây chúng ta có thể thấy rõ được cấu hình của bộ máy, đúng không ạ? Đây là bộ máy 8 với 8 gông đồng và 8 đầu vồ. Đó, các bác có thể nhìn thấy qua. Và em xin bật mí một chút nữa thì chiếc đồng hồ này có cái phần thiết kế thùng khủng như vừa rồi là nhờ đây là một phần dáng thùng của Kazik các bác nhá, được đóng dấu rõ ở phần góc thùng đây, Kazik. Và nếu như các bác chưa biết thì Kazik là thương hiệu chuyên sản xuất lên những cái phần thùng khủng đẹp cho những cái cỗ máy 10 của thương hiệu Odo đấy ạ. Đây là một phần thùng rất là giá trị và chúng ta có thể gọi đây là phần thùng máy 10 luôn. Đó, đây là chi tiết khóa gông. Đó, chúng ta chỉ cần xoay ngang cái phần lá thép ở giữa ra và cố định 8 thanh gông lại, rất là an toàn trong quá trình vận chuyển nhé. Các cái phần bản lề thép đều còn sáng và đẹp. Đó, mặt số thì còn cực kỳ là hoàn mỹ rồi. Độ bóng sáng có phần niềng rất đẹp. Sau đây thì em xin được thử một chút về phần âm thanh, mời các bác cùng lắng nghe. Đó, gông đồng, tiếng chuông rất là trầm, ngân. Đó, có cái độ du dương khi chúng ta nghe trực tiếp rất hay. Chiếc đồng hồ này về mã số là 2850. Các bác có thể liên hệ trực tiếp tới đồng hồ Vang Vọng qua hai số điện thoại, đó là 0912011947 và 0912011928. Hiện tại thì chiếc đồng hồ này đang được trưng bày sẵn tại cơ sở 2 của đồng hồ Vang Vọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bác có thể đến xem trực tiếp hoặc là giao lưu toàn quốc các bác nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bác đã theo dõi video.